Vâng, và đầu tiên thì Phụ Kiện đâu kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Phụ Kiện đâu sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu dây quang đến từ thương hiệu Audio Quest. Đây, bắt nét lại cho quý vị và các bạn xem rõ Audio Quest này. Dây này thì là dây nguyên bản, không hề động chạm vào gì vào. Dây hãng họ làm rất là tỉ mỉ, đẹp, gọn gàng, tỉ mỉ. Và đầu tiếp xúc này là làm bằng kim loại. Hiện nay trên thị trường thì không phải hãng nào họ cũng làm dây quang đầu tiếp xúc là kim loại như này, kim loại và mạ vàng nhé. Sợi dây quang rất chắc chắn. Cái sợi dây này trong trong là lõi thủy tinh, truyền bắt quang rất là tốt. Và bên ngoài họ bọc một lớp áo gọi là áo sắc rắn chống gãy gập và bảo vệ cho sợi thủy tinh bên trong này. Để gần vào cho quý vị các bạn xem kỹ cái đầu của hãng AudioQuest này, rất là đẹp. À, một sợi như này có dài là 1,5 m, giá 250.000, bao ship đến tận tay quý vị và các bạn. Một sợi dây quang như này rất là chất lượng. Thông thường thì quý vị các bạn có thể thấy là những cái sợi dây quang thông thường thì cái đầu tiếp xúc như này đều là đầu nhựa, bằng nhựa, nhưng mà của Audio Quest là bằng kim loại và mạ vàng, sáng loáng, tiếp xúc chuẩn, âm thanh cho ra mượt mà, không hề bị xô sạn gì cả. Sợi dây quang như này có giá 250.000, bao ship đến tận tay quý vị các bạn. Ngoài ra thì Phụ Kiện đâu vẫn còn những cái sợi dây quang Hitachi như này thì Phụ Kiện đâu rất còn nhiều. Quý vị và các bạn muốn thì có thể đầu tư dây quang Hitachi hoặc là dây quang Audio Quest là sự lựa chọn của quý vị và các bạn này. Sợi dây quang Hitachi này vẫn có giá là 165.000. Còn sợi dây quang Audio Quest này có giá là 250.000. Hôm nay làm một clip ngắn ngắn để giới thiệu cái một mẫu dây quang này quý vị thôi. Nhìn nó đẹp quá thế là quay luôn clip cho quý vị và các bạn xem. Đấy, quý vị và các bạn đặt hàng thì có thể liên hệ thẳng vào số điện thoại em để phía bên dưới hoặc là nhắn tin vào số điện thoại của em để em tư vấn trực tiếp quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Phụ Kiện Audio.